Chào anh em nhé, chào anh em sẽ kênh của mình Thu Tùng Nhật Đức. Hôm nay thì mình đang chuẩn bị độ cho anh trai cái gương xe Isuzu PS150 lên LQR550 anh em nhé. Đây là toàn bộ bộ tay gương này các bạn này, gương cánh cửa này. Đấy, bao gồm 4 gương hàng chính hãng thôi anh em nhé. 4 gương chính hãng và bộ tay gương cánh cửa đây các bạn. Đấy. Anh xin cộng với em nhé. Xong rồi bảo em chuyển cho. Đấy, đây là bộ tay gương. Gương thì nó sẽ gồm chân bát đầy đủ hết anh em nhé, chân bát đầy đủ hết anh em này. Đấy, chân bát đầy đủ hết anh em nhé. Đây thì đang đi cho anh em một loạt này, chân bát đầy đủ hết này. Đấy, anh em thấy không, đây hôm nay thì mình sẽ lắp cái bộ tay gương này lên chiếc xe này. Đây các bạn nhìn này, đây các bạn ơi, bộ tay gương lên chiếc xe này nhé. Đây xe của anh trai đây. Đây là chiếc xe Isuzu PS150. Thì các bạn biết là cái gương này của nó là gương cánh cửa. Thì bây giờ gương tay gương đằng trước đầu xe thì bây giờ mình sẽ lắp tên cánh cửa. Còn cái này thì về bác tài bác sẽ cắt đi và bác ý bịt nó lại nhá. Thì là sẽ thành luôn. Đi đăng kiểm thoải mái anh em nhá, không có vấn đề gì cả đâu anh em ạ. À. Đấy, bây giờ các bạn theo dõi cùng mình làm nhá. Nói chung là lắp đặt này nó cũng mất tầm khoảng 1 tiếng rưỡi anh em ạ. À. Đấy thì sẽ lên tay gương cánh cửa luôn, là tất cả các thứ thì nó chờ sẵn rồi. Anh em chỉ việc lắp thôi. Đấy, con này là đầu con này thì nó sẽ trùng với con LQR550 anh em nhá. Đấy, nó là PS150 là tay gương đầu trước của xe, giờ mình sẽ chuyển thành tay gương đằng trước thành cái cửa anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển này, đây là toàn bộ gương này các bạn này. Đấy, muốn lắp được bộ gương này thì phải chuẩn bị ốc các bạn nhé, đi chút tán gen này. Đấy các bạn này, đi chút tán gen này. Đấy, và toàn bộ ốc anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lắp cho bác tài, anh em theo dõi của mình nha các bạn nhá. Ok cho anh em. Anh xin bật qua cho em nhá. Tắt thời dù nhá. Ok. Cái này nhà này là 350 này. Chú ghi okay. Cái trả lại cái băng lít lên chữ 220 nhá. Còn 450. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ để cái máy quay đây để lắp cho anh trai nhá. Hôm nay thì cũng khá là bận anh em ạ, cũng hàng hóa thì đóng đang gửi cho mọi người đây, cũng hôm nay thì cũng hơn 20 đơn hàng thôi anh em ơi. Vừa qua số nhà 110 đường Đỗ Mười của mình nhá. Đây trước khi lắp thì mình sẽ quay qua cái biển vàng của mình nhá, cho bạn theo dõi qua này. Anh em vừa qua số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em nhé, xin về nhá. Anh em vừa qua số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em nhé, cùng nhiệt huyết nhá. Bây giờ mình sẽ lắp, anh em theo dõi của mình nhá, cảm ơn mọi người. Trong lúc lắp thì anh em cần hỏi ăn thì các bạn cứ bê vào comment giúp mình nhá. Đây các bạn nhìn này, đây bộ gương đây. Đấy, một tay gương này anh em. Đây bác chụp xe đây. Đấy anh em nhá, cuối cùng thì sau mấy tiếng nhá, 2 tiếng anh em ạ, 2 tiếng từ 6 giờ đến 8 giờ ra lắp cái này nó mất tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, nhưng mà mất công tháo ấy, tháo mấy cái tay gương trước nó mất thời gian nhiều. Đấy, cuối cùng đã xong cho anh trai các bạn nhá. Lắp đặt thì các bạn yên tâm là như zin luôn, rất là chắc chắn luôn. Toàn bộ là nhà mình lắp bằng đinh rút tán gen inox nhá, nó rất là chắc anh em ạ, nó không hề gọi là rung nhức gì nhá. Đấy, toàn bộ tán gen này các bạn này. Đấy, tán gen thẳng tăng luôn. Tay gương ấy các bạn mua trên thị trường có nhiều loại lắm, nhưng mà hàng này nó hàng chuẩn của công ty thì nó sẽ thẳng và nó không bị chéo tay gương. Các bạn lắp hai bên thẳng tưng luôn, bác tài ngồi phát thì nhìn căng nét luôn. Đấy anh em thấy không? Đấy xong đó lắp phun tròn cho anh luôn, về che mưa luôn. Đấy ok anh em. Đấy hôm nay hai anh em mình chiến đấu 2 tiếng 40 phút anh ạ. Rất là nhanh chứ. Phút. Bây giờ may là trời mát anh ạ, làm nó không mệt. Anh ơi nước rửa tay anh nhờ. Rửa xong rồi về nhá. Đấy may là có bác tài cũng hỗ trợ mình một phần. Nó mệt chứ không thì vì chiều hôm nay thì hai nhân viên không nghỉ anh em ạ, thành ra là một mình chiến đấu hơi mệt chút. Các bạn nhắn tin Facebook Zalo các bạn thông cảm chút nhá. Mai kia qua thì em dán nút che mưa cho. Ok anh chạy nhá, thank you anh, thank you anh nhiều. Đấy, cảm ơn bác tài. Ok anh. Bác tài rất vui tình thương bố của bạn thơ còi anh em nhá, một trong những bạn idol về top top nhai đó, idol về phay. Đấy bạn ấy cũng chơi một con xe LQR550 độ full xe. Đây chiếc xe này, chiếc xe nhà bạn, chiếc xe thứ 2, thứ 3 thì đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh trai lấy gì anh? Xe gì anh? Có cái nắp kỳ dầu của cái xe cam xe rồi. Cam xe.
em có chưa? Đấy. Thôi gần đâu đây? Cam C đây. C và C đây. Rồi, 150 bác thôi, xong luôn. Đúng không? Chuẩn rồi, bác chấu chuẩn rồi, bác ra lắp đi. Bán suốt ngày rồi, không sai được. Bác phải ra lắp đi, không giả tiền. Chuẩn rồi, không sai được rồi. Bác yên tâm. Anh, anh em có thể anh em nhớ qua số nhà 110 đường đúng 10 của mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Các bạn nhớ qua số nhà 110 đường đúng 10 anh em nhá. Anh em nhớ qua số nhà 110 đường đúng 10 nhá. Cảm ơn các bạn ơi. Mình xin phép các bạn là mình kết thúc livestream nhá. Để mình sẽ xử lý công việc ở trên tất cả các trang social đang nhắn cho mình nhá, và mình sẽ gọi lại toàn bộ mọi người nhớ cho anh em.